Xin chào cô chú anh chị các bạn nhé. Hôm nay trời mưa nên là định không quay, nhưng mà là thấy nhiều lấm thì lại quay kia cho mọi người xem một video về hái lấm tiếp theo nhé. Mình gọi là hái lấm ngày giông bão nha. Mưa chỗ này thôi là phủ cho cái len này. Mà khôn thích nhỉ, đi bình bình im im mà phát hiện chỗ lấm này hay quá mọi người. Cây nào cây to này, ôi cây nào cây to bùng luôn này mọi người. Ui. Này thì ngon rồi. Cây mà cầm lấm à, chỗ này to lắm, vừa mới vào rừng này, mới có được 3 phút đi rừng này. Ok. Bên kia nữa, nhìn thấy xa rồi, nhìn thấy xa xa rồi. Mình thấy rừng này, đây mama, wow, wow. Mày mày con này to nha, năm này chắc lên lâu rồi. Chấm tạt màu, nấm này bị khô rồi, nó bị thiếu nước các bạn này, này nhạt màu. Cũng ngon mà, nó khô thôi nhưng mà nó chắc, chắc kỳ lắm. Con sen, có con sen. Thì hai lắm là không được sửa sen nha mọi người. Không sửa lắm, đeo găng tay. Sen này, sen. Tỏ nó ở gốc cây lấm hoặc là nó bấu trên cây lấm luôn đấy. Này nó có lắm là sẽ có lắm thôi. Đây là rừng mới nha mọi người. Hôm nay mình lại cũng là dẫn mọi người, đây là rừng mới nha. Rừng này hôm nay mới vào này. Cho nên nó cũng không biết được là ở chỗ nào có lắm á. Nên phải kịp có nhìn thôi. Ba ba nhìn thấy rồi mà. Nhìn chưa xa thôi. Cái màu vàng vàng này. Ồ cái này lắm mày to này. Hả? Wow, to chưa? Này cho mọi người xem nhé, cận cảnh nhá. Đẹp ghê cơ. Này cho mọi người xem cái lấm này. Ồ. Lấm đẹp luôn nhá. To chưa? Ui, mọi người xem to chưa? Này. Cái tay mình đây mà. To đó. Cái này cũng có một cây nó bị hỏng đây. Đây mọi người. To chưa? Wow. To dã man luôn cái đống này. Trời ơi này. Hái đã tay thật đấy. Cây thôi. Wow. Hai cây. Để cho mọi người xem này. Hai cây này thôi nhá. To cái bàn tay của mình luôn. Nấm đã chưa? Đây này, đây. Đây cầm mấy cái nấm này nó.
nó dưới ăn được mà. Thân nấm rất là to này. Đây này, thân nấm rất là to. Đây cũng rừng này là trước là nó cũng mau lắm mọi người, nhưng mà nó tỉa rồi. Họ tỉa rồi. Cái này có một cái nấm này rất là đẹp mọi người. Nấm này. Ô cô. Nấm to nhỉ? Đã chưa? Một cây to luôn này. Nấm này là nấm nó nở đấy mọi người, rất là to. Hái tầm này to như vậy là hiếm đấy nha anh em mọi người, hàng hiếm đó. Hôm nay nó hơi ẩm đấy. Đúng rồi, chỗ này là chắc là nó có đủ độ ẩm đấy. Cây to đã luôn rồi. Mới vào được chừng hơn 10 phút nha mọi người. Này. Đang thấy buồn quá, vào đầu rừng không có rừng, rừng mới mà. Vào trong tầm mấy trăm mét là không thấy lấm. Cuối cùng mình cũng thấy có lấm, mình vào tiếp, không có định về đó. Đúng rồi. Em bảo về là thôi, bọn mình về. Đây mọi người. Rừng nó hơi thưa thưa, em cố gắng tìm được cũng ra. Ok, tiếp tục nha mọi người. Mình qua con dốc kia. Dốc sang bên kia thì quay tiếp nha. Ôi, mưa to nha mọi người. Hôm nay hay lắm, vất vả thật đấy. Trời thì mưa. Hôm nay thực sự là ngày một ngày vất vả hay lắm nha mọi người. Tuy rằng lắm thì cũng có đấy. À đây có một cái lắm mà nấm đùi gà này, rất là đẹp này. À đâu, không phải. Đây là nấm. Không phải nấm đùi gà. Ô, có nấm ở đây này mọi người. Ô, nó to nhỉ. Ở chỗ này trú mưa luôn này. Ô, đây là nấm đây mọi người. Này. À, này. Oh my god. Chỗ bên kia kìa. Ok. Oh. Đây đây mọi người. Lên hai chỗ này trước đây. Ui, đã quá. Đã mà trú mưa. Ô, bên đây nữa này. Ui, nhiều rồi. Ôi, cái kia đó kìa. Ôi ôi, trúng bánh rồi mọi người ơi. Trời mưa. Trời mưa nhưng mà trúng bánh nha. Ôi, nhiều nhá. Bây giờ mình quay cho mọi người xem nhá. Ôi. Ôi. Đá quá này. Đây. Ôi, nấm này. Wow. Này, đây này. Nấm nữa này. Cây nữa này. Đây này. Wow, đá chưa. Đây mọi người ơi. Uầy, nấm to nhá. Ôi, chỗ này xong là nghỉ luôn. Đi về luôn. Trời ơi. Bên này nữa mọi người. Ui, đây đây đây, từ từ. Đây đây. Đây đây mọi người thấy màu vàng không? Ui. Màu vàng nhá. Đây. Đây đây đây. Ui, nhiều quá mọi người ơi. Thôi thì không hái được rồi. Ô, nhiều quá này, sao không hái hết được. Ui. Ui. Ui này. Mọi người ơi, này. Nấm này. Trời ơi, nấm này. Đấy. Thật sự hôm nay rất là may mắn nhá. Cực kỳ may mắn nhá. Wow. Ok mọi người. Hái nhá, hái đã, hái đã. Không quay được, trời mưa nha mọi người. Và mỗi cái là mưa thôi. Mưa thôi. May cho tôi đi về rồi đấy. Ừ. Có là chán đấy nhỉ. Đi đâu đây. Đây. Trời mưa bông bông.
về đàn nó mệt đấy nha, hôm nay nhiều lắm. Nhiều lắm. Không muốn hái đâu mọi người ơi. Nhiều quá. Đói quá rồi. Đây này, mọi người nhìn này. Một bãi nữa này. Bên kia vẫn còn à? Không có gì hái đâu, không ai hỏng. Ừ. Đúng không? Ôi, làm nhiều làm nhiều. Ủa, sướng chưa này? Chui. Em mọi người nhìn thấy ướt hết rồi này. Mưa mà. Ướt hết luôn. Mưa mà. Nhìn cái mặt tôi này. Ôi này, nó trong gốc cây nữa này. Quay cái mặt em nhỉ? Quay lại. Quay kiểu gì? Đấy, có cái vòng tròn này. Ồ, mà tại vì bị ướt tay ấy. Đúng rồi, ướt tay nó không quấn được. À, thôi, cho nhìn đây đi. Có này, ok. Thôi nha, tạm dừng tí nha, mưa quá, ướt hết máy rồi. Ui, quá to luôn.